Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 1 năm 2024. Tôi làm một cái video ngắn nói về cái bầu cử Đài Loan. Thì như chúng ta biết là chúng ta cũng đã chờ đợi cái bầu cử này. Tại vì nó liên quan rất nhiều vấn đề đối với vấn đề thế giới đấy các bạn nhé. Chứ không phải chỉ ở châu Á hay là Trung Quốc. Thế thì tối hôm qua, thì trong cái bản tin tối hôm qua chúng ta cũng đã nói đến Đài Loan. Đã có một cái ông chủ mới. Đó là ông Lại Thành Đức. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ về cái chỗ Đài Loan một tí. Thì Đài Loan thì chúng ta biết là nó là một hòn đảo ly khai khỏi Trung Quốc, tức là của Tưởng Di Thạch. Hồi năm 49 thì cách mạng coi như tức là của những người cộng sản Trung Quốc thành công, thì cũng là cái năm đó là Tưởng Di Thạch ra ngoài này và thành lập có một chính phủ riêng, quốc dân đảng. Nhưng mà hiện nay thì như hôm qua hôm kia là bầu cử đấy. Tối qua thì chúng ta biết là có ba đảng chính, một là cái đảng Dân Chủ Tiến Bộ của cái bà Thái Anh Văn và cái người phó của bà chính là cái ông Lại Thanh Đức này, tức là tiếp tục là nắm quyền. Có nghĩa rằng ở đây nó cũng chỉ quy định là tổng thống chỉ được hai nhiệm kỳ thôi, thì bà Thái Anh Văn được hai nhiệm kỳ và ông này là nhiệm kỳ thứ ba của đảng, tức là người thứ hai, người thứ hai mà làm nhiệm kỳ thứ ba của cái đảng này. Hay nói cách khác là chưa có một cái đảng nào tại Đài Loan mà nắm đến ba nhiệm kỳ. Đó là một kỳ tích. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái ông Lại Thanh Đức này thì ông là 64 tuổi, thị trưởng của Đài Nam. Đài Nam thì chúng ta biết là Đài Bắc. Đài Bắc là ở phía Bắc. Đấy. Còn Đài Trung là Thái Trung là ở giữa. Đấy. Đấy. Còn nó được gọi là Thái Nam, tức là Đài Nam thì nó ở phía Nam. Đấy. Thì Cao Hùng, Cao Sung thì nó ở phía nam của Đài Nam nữa. Thì Đài Nam này là quê của cái ông Lại Thanh Đức đó. Thì chúng ta có thể chúng ta vào để xem là nó là như thế nào. Đấy, chúng ta vào một cái chỗ nào quận Đông nhá. Chúng ta vào quận Đông. Thì đây nó cũng rất là tư bản các bạn nhé. Đây là một đất nước tư bản. Đài Loan cũng giống như là Singapore. Có thể nói là một trong những bốn con hổ của châu Á. Phát triển rất là mạnh. Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc và Hồng Kông. Thì Hồng Kông này nó theo quan điểm tôi thì nó vừa kiểu Á và vừa kiểu Âu. Nhưng mà cái riêng Đài Loan này, chỉ còn riêng cái Hồng Kông thì nó là Âu hơn, tức là nó Anh hơn. Còn cái Đài Loan này thì nó lại vừa Âu vừa Á, tức là nó có rất nhiều chùa chiền. Đấy. Nó có rất nhiều nhà cao tầng. Nhưng mà cao tầng, cái nhà cao tầng nhất châu Á một thời nó nằm ở Đài Loan này. Đấy. Thì bây giờ thì họ xoán ngôi rồi. Thì đấy là nói về kiến trúc thôi, chứ còn nói về cây xanh thì nó lại giống Singapore. Singapore có thể nói xanh sạch đẹp, thì ở đây nó cũng dạng cũng là xanh sạch đẹp, chắc là đứng ở hạng dưới một tí thôi, thì cũng rất là hoành tráng. Thì Đài Loan này có cái diện tích là nó tầm khoảng 35,9, tức là gần 36.000 km vuông, tức là nó cũng không có nhiều các bạn nhé. Cái thứ hai nữa, tức là dân số khoảng 23,5 triệu người và sử dụng là coi như là đô la Đài Loan, tức là nó gọi là tân đài tệ, thì chính xác là tân đài tệ. Và hòn đảo này nó còn có tên là Formosa. Thì Formosa chúng ta hiện nay chúng ta thấy có một cái Formosa tại Hà Tĩnh đấy, là thì nó là tên là Formosa, có nghĩa là hòn đảo xinh đẹp. Thế thì cái hòn đảo này thì nó cách Philippines là khoảng 350 km về phía bắc, và nó tức là cái mũi bắc và mũi nam chúng ta so với nhau nhá, và cách Nhật là 1070 km. Dân số nói chung ở đây là dân số già. Kinh tế của Đài Loan thì chúng ta biết rồi, nó là một trong bốn cái con hổ của châu Á, thì mới nổi thì rõ ràng là đến bây giờ thì nó cũng lâu rồi chứ không phải là mới nữa. Thì dân số ở đây là tương đối già. Chúng ta quay lại đây thì chúng ta thấy là đây Đài Loan là cách Philippines này 350 cây, và cách Nhật Bản là gấp 3 lần như vậy, là 1080. Và cái eo biển này, tức là từ bên bờ bên này, bên này nó là tỉnh Phúc Kiến các bạn nhé. Đây tỉnh Phúc Kiến, cách Đài Loan cái chỗ này là khoảng 160 km. Thì cái đi qua cái chỗ khu vực này nó gọi là eo biển Đài Loan. Đấy, nôm na là như vậy. Thì cái nền kinh tế của Đài Loan thì chủ yếu chúng ta thấy là nó là một cái đất nước phát triển về công nghệ, về chip đây. Thì tức là nó gọi là thung lũng silicon của châu Á. Ngoài ra có các ngành khác phát triển như là y sinh, hoặc là năng lượng xanh, hoặc là một nền quốc phòng hiện đại, nông nghiệp hiện đại, và có rất nhiều các cái ngành nghề khác.
thì Đài Loan có thể nói là một trong những cái gai trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Mỹ tuy cũng là nói là không không nói Đài Loan là một quốc gia, nhưng mà cũng luôn luôn là muốn Đài Loan là một chính phủ riêng. Đấy là cái sự bất nhất của Mỹ ở trong vấn đề này. Còn Trung Quốc thì muốn là thu thập Đài Loan trở lại, nhưng mà Đài Loan thì lại không muốn điều đó. Đài Loan là nói tiếng Phúc Kiến. Chúng ta biết là Hồng Kông ở đây thì nói tiếng Quảng Đông. Đấy, Quảng Châu, Quảng Tây, Quảng Đông này. Đấy, thì nói tiếng Quảng Đông. Cái bài mà cái Chủ Châu hay là cái dạng Bến Thượng Hải hay cái gì đấy là người ta hay hát cái tiếng Quảng Đông, nhưng mà thực tế đó là có nhiều bài có nhiều người ta hát bằng cái tiếng Quan Thoại. Tiếng Bắc Kinh đây thì nó gọi là tiếng Quan Thoại. Tiếng Quan Thoại là tiếng phổ thông của Trung Quốc các bạn nha. Còn tiếng Phúc Kiến, Phước Kiến cũng được, mà Phúc Kiến được là bên Quốc Dân Đảng người ta xài, và Hồng Kông tiếng Quảng Đông. Thế thì hiện nay thì cái đảng mà của Quốc Dân Đảng thì lại không trúng cử. Như chúng ta biết là ông Lại Thanh Đức này nó thuộc Đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Nó gọi là hôm qua chúng ta đã nói chuyện rồi, thì bây giờ chúng tôi nhắc lại sơ vậy thôi. Thì cái đảng này là nó được là 40% số phiếu. Còn cái đảng, hai cái đảng kia thì một đảng là 33% và một đảng là 26%. 26, 33 và bên này 40. Như vậy có nghĩa rằng 40% số phiếu thì có như vậy là còn 60% số phiếu là không ủng hộ ông này. Hay nói cái khác là như vậy là lãnh đạo cũng sẽ khó khăn. Nhưng mà với một cái bề dày là coi như hai nhiệm kỳ trước đó rồi, và với cố vấn Thái Anh Văn thì chắc chắn là họ cũng sẽ sẵn sàng vượt qua. Bởi vì trong xã hội thì không thể ai nó cũng theo họ cả. Thế thì ông này ông đã từng làm là thị trưởng của Đài Nam, và ông là một nhà lập pháp mà là phó tổng, tức là cấp phó của bà Thái Anh Văn từ năm 2020, tức là tôi nhớ là từ hồi tháng 5. Thế thì có thể nói là chiến thắng này có bất ngờ không? Thì hoàn toàn là không bất ngờ. Đối với Trung Quốc thì Trung Quốc là muốn cái ông Hữu Nghị lên. Đấy, nhưng mà hiện nay hai cái đảng kia là nó cũng chỉ trích cái đảng của Dân Chủ Tiến Bộ này, cũng như là Trung Quốc chỉ trích. Và Trung Quốc thì chúng ta biết rồi, tí nữa chúng ta sẽ bàn Trung Quốc nói về Đài Loan như thế nào. Thì nếu mà nói về dân chúng thì người ta cũng nói rằng là khi mà phỏng vấn ấy, thì người ta nói là họ muốn là cái ông hàng xóm của chúng tôi, là ông Trung Quốc, là ý nói Trung Quốc, là chúng tôi mong muốn và chúng tôi vẫn là một quốc gia dân chủ. Chúng tôi muốn là coi như gửi đến toàn thế giới, gửi đến Trung Quốc là chúng tôi là một quốc gia, không có liên quan gì đến Trung Quốc. Thì những cái điều này thì có thể nói là Trung Quốc là không khó có thể là tiêu thụ được. Và họ có lập trường rất rõ ràng với Trung Quốc. Thì cũng có một số người nói là đây là một cái đảng duy nhất là ba nhiệm kỳ liên tiếp. Chúng ta biết rồi. Thì chúng tôi là muốn chống cái chế độ độc tài, chúng tôi muốn dân chủ, vân vân. Nói chung là những người dân phấn khích khi mà chúc mừng cái thắng lợi của ông Lại Thanh Đức này thì đương nhiên người ta phải nói như vậy rồi. Còn đài truyền hình Trung Quốc thì cũng nói rằng là đài truyền hình của Đài Loan thì cũng nói rằng là Trung Quốc đã can thiệp vào bầu cử, nhưng chiến thắng của nền dân chủ và ý chí của người dân Đài Loan là chiến thắng cái công cuộc của mình. Thì trong khi đó thì rồi cái đài mà gọi là đài phát thanh Đài Loan thì cũng nói là chúng ta chỉ thắng hơn đối thủ có một chút thôi. Đấy, cho nên tuy nhiên chúng ta cũng cần phải tiếp tục khắc phục để mà có thể là hoàn thiện các cái thể chế pháp luật cũng như là cái nền dân chủ của chúng ta, là tức là đài phát thanh cũng như là đài truyền hình, người ta nói như vậy. Thì nói gì thì nói, rõ ràng là đây là một cái thắng lợi của dân chủ, gọi là cái gọi là dân chủ của theo kiểu Mỹ, của một cái hòn đảo ở châu Á xa xôi. Mà bây giờ như chúng ta biết là Trung Quốc đã thống nhất được Hồng Kông và thống nhất được Macau. Macau với Hồng Kông thì cũng gần sát nhau các bạn nha. Thì rõ ràng đây là nó dễ hơn, dù sao nó cũng dễ hơn. Và cái chỗ này chẳng qua là cái thuộc địa cũ của Anh thì bây giờ người ta trao trả thôi, hay là của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha là Macau, Hồng Kông là Anh. Nhưng mà riêng Đài Loan này là người ta tách ra chứ không phải là coi như thuộc địa bởi ai. Nhưng mà những cái nước mà tách ra với Cộng sản thì thông thường là Mỹ là ok ngay, sẽ cưng nựng và có thể giúp cho ngày càng phát triển, mà càng chống được cái Cộng sản càng tốt. Cũng như là hồi Việt Nam, Mỹ cũng muốn là chiếm cái miền Nam, sau đó là lấn ra miền Bắc, tức là chặn đứng cái Cộng sản tràn xuống phía Nam. Đấy là mục đích của Mỹ. Cho nên là Mỹ và Đài Loan, những người ly khai Trung Quốc, rõ ràng họ hợp tác rất là chặt chẽ và đoàn kết để làm sao mà tránh cái sự xâm thực của Cộng sản.
Thế thì khi mà được bầu làm tổng thống thì rõ ràng là quan điểm của các nước đối với vấn đề này thế nào? Đối với Việt Nam thì rõ ràng chúng ta cũng nói là tuy là chúng ta vẫn làm việc với hai thực thể chính trị của thế giới, của châu Á, nhưng cũng vẫn thống nhất một quan điểm là một Trung Quốc. Nga, Việt Nam cũng không có nói là Đài Loan là một quốc gia riêng biệt. Đấy, mà chính phủ thì rõ ràng nó có những cái, có thể có những cái lãnh sự hoặc là những cái gọi là đại diện ngoại giao thôi, chứ còn nếu mà đại sứ thì chỉ có đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội thôi. Đấy, hoặc một số tổng lãnh sự ở tại một số thành phố lớn. Thì Trung Quốc nói cuộc bầu cử này là một sự lựa chọn của hòa bình hoặc là chiến tranh. Nếu mà coi như ông Lại Thánh Đức này hay là bà Thái Anh Văn mà tiếp tục thống trị cái Đài Loan này thì như vậy là người ta đã chọn chiến tranh. Đấy, còn những cái đảng của ông kia nếu mà được thì có nghĩa là chọn về hòa bình, hay nói cách khác là có thể là thân với Trung Quốc hoặc là Trung Quốc cấy vào. Đấy, thì cái này đấy là quan điểm của Trung Quốc. Còn ông Biden thì sau khi mà ông này đã chiến thắng rồi thì ông Biden nói nghe rất là lọt tai, đối với Trung Quốc nghe rất là tai, là Hoa Kỳ phản đối độc lập cho hòn đảo. Phản đối độc lập cho hòn đảo tức là cứ là như thế này thôi chứ đừng có tách ra, ông không nhập vào thì ông đừng có tách ra. Thì theo tôi hiểu cái ý của Biden như vậy để dỗ Trung Quốc, tức là vuốt Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay đang rất giận, đang rất là bức xúc. Coi như là người dân Đài Loan cũng không không nói 100%, nhưng 40% Đài Loan dân ở đây đã coi như là lựa chọn chiến tranh. Tất nhiên hai cái đảng kia thì không có nghĩa là hoàn toàn là hai đảng đều là thân Trung Quốc hoặc là như thế nào đó, nhưng mà chắc chắn hai đảng kia thì nó sẽ đối lập với lại cái đảng này. Thì hai cái đảng kia thì trong đó có một đảng có thể thân Trung Quốc, một đảng thì không, các bạn nhé. Thế thì Nga nói sao? Nga thì nói là tuyên bố Đài Loan là một lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Thì Nga và Trung Quốc thì chúng ta biết rồi, khi bây giờ tình hình thế giới rối ren như thế này thì những cái tuyên bố của hai bên là cần phải thống nhất về mặt quan điểm đối với vấn đề của nội bộ từng nước cũng như là đối với các vấn đề quốc tế, đặc biệt là các vấn đề bỏ phiếu tại Đại hội Liên Quốc, thì hai bên là phải tỏ một cái thái độ là giống nhau, bảo vệ các cái quan điểm của nhau. Thì chúng ta thấy Nga nói Trung Quốc thì như thế là rõ ràng Trung Quốc Nga rất là mát lòng mát dạ. Còn Nhật Bản thì cũng chúc mừng ông Lại Thanh Đức, nhưng mà cũng hy vọng là làm sao mà cố gắng là phát triển một cách hòa bình, không có chiến tranh. Nhưng mà chúng ta biết là hiện nay Đài Loan đang chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc cũng đang chuẩn bị muốn thôn tính. Nếu mà trong cái tình trạng hiện nay thì chúng ta thấy là cái khả năng chiến tranh nó chưa thể xảy ra, chưa xảy ra. Nhưng mà không khéo là coi như là tức là gọi là cái gì đấy, tức tức người này mà đánh người kia là thế nào đây, chúng ta gọi, tức là gọi cái gì tôi bây giờ nó hay hay có cái hay bị sừng sững này này các bạn nha, tức là tức người này đi 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 gây người khác đấy, thì ông Philippines này ông khéo là nạn nhân. Cho nên là người ta nói là khả năng bùng nổ chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan với Mỹ ở đây đấy, thì là thấy rõ mười mươi rồi, nhưng mà nhiều khi nó còn có những cái vướng. Như ông Philippines này bây giờ ông đang cương tốt đây, nếu mà cương ở Biển Đông để làm sao Trung Quốc ông đừng có bành trướng, ông đừng có vẽ vời ra đây lưỡi bò lưỡi trâu vào đây cũng được, nhưng mà không khéo thì ông lại lôi về Biển Đông, lôi chiến tranh về Biển Đông. Cho nên ông Philippines này cũng hết sức cẩn thận. Philippines hay Đài Loan thì đều là thân Mỹ cả, rất thân Mỹ, rồi trên này có Đài Loan, có Nhật Bản, có Hàn Quốc, rồi cả một chuỗi đảo này thì các bạn biết là toàn các căn cứ quân sự hết. Tất cả thậm chí dưới này nó cũng là của Nhật đây này các bạn này, đây này các bạn nhìn thấy đây cái chữ Nhật luôn này, nó có chữ Nhật luôn, đây là của Nhật nhá. Các bạn nào biết tiếng Nhật là đấy, nhìn cái chữ mà nó nghiêng nghiêng ngả ngả này là chữ Nhật. Còn các cái chữ mà rậm rì một tí thì nó gọi là chữ Kanji, tức là Hán tự. Kan tức là Hán, Chi tức là tự. Đây là tức là mẫu tự của đây, đây. Takatomi, đấy thì chúng ta nghe đã thấy rõ ràng đây đây này. Kohama, đây, đây 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 thì chúng ta thấy là nó sát với Đài Loan này, đây sát Đài Loan này. Rất xa với Nhật Bản này, đấy. Cho nên cả một cái chuỗi này là của tức là nó gọi là phong tỏa Trung Quốc không cho đi ra Thái Bình Dương. Cho nên Trung Quốc là rất là bực bội, trong khi cái nước này rõ ràng Đài Loan nói với nhau là hiểu tiếng với nhau cả đây, mà coi như cùng một dân tộc là đánh nhau rồi cái ra đây thì bây giờ lại cũng theo là theo một cái anh Mỹ, là anh bên kia Thái Bình Dương, anh bên này, anh qua bên này, thì rõ ràng là Trung Quốc không thể chấp nhận được. Nếu mà Trung Quốc mà coi như là vỗ cánh bay lên thì rõ ràng là
sẽ thu phục Đài Loan. Nếu mà thu phục Đài Loan một cách hòa bình thì nó vẫn tốt hơn, chứ còn nếu thu phục Đài Loan bằng chiến tranh, thứ nhất đấy là nó sẽ rất khó. Nó giống như là Nga với lại Ukraine ở cái điểm tức là quá hiểu nhau, tiếng tăm với nhau là biết cả, ông chín tôi 10 cái dạng thế. Nhưng nó khó một cái điều là tức là những cái Đài Loan hay là của Ukraine hay là một nước nào khác mà chống Nga và chống Trung Quốc thì chúng ta sẽ biết là Mỹ sẽ rất là cái ủng hộ phe đối lập để mà chống lại hai quốc gia này. Cứ cho là hai quốc gia cộng sản, Nga bây giờ cũng không phải là cộng sản, cái đảng cộng sản bây giờ nó cũng là đối lập của Nga thôi, nhưng mà rõ ràng nó là cái nôi của cộng sản trước đây, đẻ ra cái cộng sản bây giờ. Đấy, nhưng mà cộng sản hay tư bản hay xã hội chủ nghĩa hay là vua chúa hay là vương quốc hay là bất cứ một cái gì đó thì cũng phải tôn trọng các cái quyền lựa chọn thể chế chính trị của các quốc gia đó, chứ không có nghĩa là anh phải bắt buộc người ta là phải theo. Đấy. Chứ còn đi ở Đài Loan thì nó khác, Đài Loan hay Ukraine là nó khác. Đấy. Chứ ví dụ như bây giờ là Mỹ mà chạy qua Serbia bảo là Mỹ là phải là theo cái thể chế của bọn tao chứ không theo thể chế của Nga thì nó lại không được, nó chả liên quan gì đến đâu. Đấy. Serbia nó không liên quan đến đâu. Hoặc là ông Libya này bảo là bây giờ Mỹ là phải theo, là coi như là phải thân Mỹ chứ không được thân Trung Quốc hay là thân Ấn Độ hay là thân Nga, thì cái đấy là áp đặt. Chứ còn bây giờ Trung Quốc đây đối với Đài Loan theo quan điểm tôi á, nếu mà thu phục hòa bình là tốt nhất, thì Đài Loan Trung Quốc đều mạnh hết, chứ chả việc gì ly khai. Ly khai có thể là bị hủy diệt luôn, tôi nói khả năng bị hủy diệt, tất nhiên là sẽ bị tổn thất giống như Nga với Ukraine, là cũng sẽ là coi như là sẽ tiêu diệt thôi, nhưng mà sẽ bị tổn thất. Đấy. Và cái xu thế của cái rõ ràng Mỹ và các nước phương Tây hay là bên kia là Nhật với Úc, Nhật với Hàn Quốc rõ ràng là nó phải chống lại Trung Quốc, chống lại Nga, nó gọi là bầy đàn rồi, nó là chư hầu đồng minh hay là những là gọi là không thân thiện, thì cái vấn đề này chúng ta sẽ gọi là lịch sử sẽ phán xét cái điều đó thôi, chúng ta cũng không thể nói trước được một cái điều gì cả. Thế bây giờ chúng ta vào Đài Bắc. Chúng ta biết là hiện nay cái xe xe máy thì Việt Nam ta cứ nghĩ là Việt Nam ta là nhiều nhất, nhưng mà nếu mà tính bình quân đầu người thì Đài Loan đang nhiều nhất các bạn nha. Hiện nay các cái quốc gia mà dùng xe máy á, là Việt Nam là một, Đài Loan là hai, Hà Lan thì nó là xài sang xe đạp rồi các bạn. Đấy, thì cái xe máy nếu mà bình quân đầu người mà chia ra thì là ở Đài Loan nó là tức là mật độ là lớn nhất thế giới. Còn nếu mà nói số lượng xe máy thì có lẽ Việt Nam là số một thế giới. Bây giờ chúng ta vào Đài Bắc, thủ đô. Chúng ta đi vào một số điểm. Đấy, chúng ta thấy Đài Bắc này. Đấy, chúng ta thấy là rất là đẹp ha. Nhưng mà nhà nó không cao lắm, các bạn nha. Thì tôi nói rồi, nó vừa Á vừa Âu. Nó không như Singapore và Hồng Kông. Hàn Quốc cũng vậy, Hàn Quốc thì tương đối giống Đài Loan hơn. Nhưng mà Singapore thì tương đối giống Hồng Kông hơn. Thì trong các quốc gia này thì Hồng Kông nó là phát triển nhất, tức là nó là đầu tiên, nó là của Anh cả 100 năm rồi. Thì chúng ta biết là cho nên là nó xây cất rất là ghê gớm. Thì ở đây nó có một cái tòa tòa mà không, bây giờ tôi đi tìm này thì nó hơi lâu. Đấy, chúng ta thấy là đây là đường ngang dọc hết cũng 3 tầng. Chúng ta đi tìm bằng 3D này xem có ra không, 3 4D này có ra được cái đó không. Nếu mà có cái nhẹ có được cái tòa này không, cái tòa tháp nó nhọn nhọn cơ. Thì cái tiếng Phúc Kiến này thì tôi có cái có một cái người mà Phúc Kiến này với lại cái người Tiều các bạn nhé, với cái Triều Châu là nó cũng là người Tiều đó, cũng là một trong những người dân ở cái khu vực đó đấy, là họ qua bên Chợ Lớn mình. Những người đó là người ta rất là kinh doanh rất là giỏi, và những người đấy có thể nói là họ rất là chịu khó. Trên đây là một số cái thông tin về cái bầu cử vừa rồi tại Đài Loan. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.